Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cói La Lin. Này, quý cô bác ơi, ngày nay thì chúng em tiếp tục là quay trở lại với lại nhà của chú Sung ạ. Đây, hôm nay thì sẽ xả hết những cái nương ở trong téc đi. Và hôm nay sẽ gọi là chuyển cái téc này đi sang bên kia. Đấy. Ở trên này thì chú đang san cái mặt bằng để mà tí sẽ xây chân téc vào đây. Đấy. Còn bên này thì bác Hà sẽ xây cái ống khói. Đoạn nào à bác Hà? Đây á? Đây bác. Đây. Đây. Chỗ này nó thành mặt bằng thôi chú Sùng ạ. À. Sa chỗ này nó thành mặt bằng thế này thôi. Một tí bé bé thôi mà. Không phải đào sâu xuống đây nhá. Để cứ cho cái chân téc lên. Cứng nhỉ, toàn đá linh tinh. Xong là mình rửa bát, rửa nồi niêu là ở bên này hết nhá chú Sùng nhá, không rửa bên kia nữa nhá. Tắm rửa bên này hết đấy. Thiếu chứ bác. Hả? Như vậy là chỉ san cái bé bé như này thôi là được rồi. Vừa vừa chân téc được rồi. À, đúng rồi ạ, à, cái đốt lửa để mà cho đỡ khói đỡ đen cái nhà mình đây. Cao nhiêu phải cái đỏ này mà nó bạn thế thôi.
cái nó lên cái đấy. Thiếu sao mà đủ được, khi mà kia sao đủ được. Chắc phải hàng tấn đấy. Đi đi. Sân giỏi làm mì tẹ thôi để bé ai. Đến giờ. Hả? Sân ít nhất phải tầm 6 bao rồi bác ạ. Thì chắc là nhiều mì tẹ nước. Sân ít nhất phải tầm 6 bao. 6 bao. Thế kia còn mấy bao mà kia một chục bao không? Kia sao đấy. Như còn 5 bao nữa sao thôi. Như vậy là cái ống khói thì xây sắp xong rồi đây ạ. Nhà sắp xong cho nên là chú Sùng đã làm cái xào để mà phơi quần áo ở đây rồi đây. Bây giờ đổ nền bếp ạ? À? Bây giờ thì sẽ đổ nền bếp ạ. À.
có lẽ là chiều nay thì sẽ phải chở thêm xi thôi ạ, bởi vì là bây giờ xi là hết rồi, còn hai bao rưỡi thôi là không đủ. Đấy. Bây giờ là còn sân với lại bến rửa. Không biết lấy tầm bao nhiêu bao xi nữa thì đủ nhỉ anh nhỉ? À. Bao nhiêu bao xi nữa thì đủ nhỉ? Đổ sân với bến rửa. Sân với bến rửa. Vâng. Đổ với sân thì vâng. Không đủ đâu. Các cái kiếm còn á. Ra đây nhìn thấy còn có mấy bè. Hay là một chuyến ba bánh lên đằng nào chả chờ cả cát nhỉ? Vậy cát tầm mấy khối nữa nhỉ? Sân chắc nho nhỏ thôi ạ. Góc nhà cho nó đẹp khung nhà thôi. Vâng. Lối đi nhỏ đây thôi. Vâng. Tầm rộng tầm 3 mét thôi. Rộng cái độ 3 mét thôi. 3 mét thôi, độ dài quá lắm sạt mà. Cái này vì đất này nó không phơi được cái này cũng không phơi được cái gì ấy. Nên mình làm sân cho nó sạch thôi. Và hết cái nhà to này thì bên này thì làm nó cũng sẽ được. Ừ, cái nhà cho nó đẹp thôi. Cái này mình đi cho. Sáng nay anh với Khua đi đâu ạ? À? Sáng nay đi đâu đấy? À, đi đổi công à? Đồ mỏng thôi mà anh. 5 cân. 21 nhân 5 bao nhiêu? Khối ạ? 21 nhân 5 ạ. 05. 21 nhân 0,05. 0,05 là bằng 1,05. Một khối. Là một khối. Khối kia kia chậm lên được đấy đâu. Khối đường dốc này kia nó đéo. Khối mấy bên ở trên này vẫn còn nữa mà. Ừ. Trên chỗ nhà ông rửa trên chỗ đổ vật liệu vẫn còn. Kẹt 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 vẫn còn chứ đúng không? Còn hơn chục bao nữa mà. Trên kẹt đủ. Còn bao nhiêu đổ nhiêu nữa? Xi lấy mấy bao nữa? Xi chắc khoảng 2 tạ nữa. 3 tạ. 3 tạ. Cũng đủ đổ bến rửa rồi. Cho nó quét chỗ này và chỗ này đổ bến rửa chỗ này rồi. Thế vậy xem là xe ba bánh chở được bao nhiêu thì chở nhỉ? Ừ. Có bao nhiêu thì chở bao nhiêu thôi, bây giờ là gọi một xe thì lại được, lại dư nhiều quá. Vâng, chở thêm. Vậy xi lấy xe máy chở, còn cát thì làm một chuyến ba bánh. Ba tạ là 6 bao. Bây giờ muộn rồi, chúng em cũng về ăn cơm thôi ạ. Xem nào. Hôm nay là chị Vân nấu cơm muộn đấy nhở. Nay là 11:32 bây giờ mới bắt đầu nấu cơm. Nên nghỉ muộn. Đây, hiện tại thì bây giờ đã là giờ chiều rồi. Đấy, chiều nay thì chúng em vừa gọi thêm một chuyến xe ba bánh trở lên trên này là một khối cát là 330.000, cả tiền cát cả tiền cước chở ấy ạ. Đấy. Bây giờ thì anh Dư thì anh sẽ đi xuống dưới chợ để mà chở xi. Đây, còn anh Thành thì sẽ chở cát. Cua bên này, cua bên này cho nhẹ đi. Hai hai mẹ con bên này. Bây giờ thì
Vợ chú Dùng với lại khu ở đây hót cát. Này là làm bậc tam cấp mà anh. Đây, chiều nay thì sẽ đổ sân. Dương kéo xe ra anh này. Con gái ông còn làm cháy máy bây giờ con gái ông nó còn lấy nước ông giờ cũng chia máy mà đã sợ. Bây giờ thì anh Thành với lại anh Dư sẽ đi chở nốt chuyến xi mỗi người một chuyến về là đủ 6 bao. Cái cát cứ để đấy đã. Thank you.
năm hơn cũng được. Không hát được cái da ok thì buồn. Chúng ta mới kia đi. Đây quý cô bác ơi, cái này là cái ống thoát khí của hố bể phốt ạ. Đây. Đấy rồi. Đây này, mai đến một người kia mới rồi đấy. Này, bây giờ thì anh Tuyển sẽ nối nốt cái đoạn ống này chảy vào hố. Thôi ạ. Lại từng đàn bướm bướm xinh. Từng tăng bướm bay lượn. Suốt ngày hơi cái búi búi tựa rác ra nữa thì nó cái nó. Cá tươi khả năng nó khi nó lại không còn bỏ qua. Nó khổ đi thơm, nó có mơ mà đi thơm. Vậy mà không mặc quần là được. Bắt ngay. Rồi. Rồi để cho đây. Bây giờ thì mọi người sẽ dọn cái chỗ này để mà chuẩn bị đổ bến rửa. Đây, cái này là ống của nhà tắm ạ. Cái đoạn này thì sẽ nối thêm một cái ống của bến rửa vào đây. Đấy, cùng chung với lại một ống đi ra ngoài kia. Còn ống nhà vệ sinh thì sẽ là ống riêng ạ. Cái chỗ ở giữa cái tường nhà bếp với lại tường nhà tắm này này thì chúng em cũng sẽ đổ ạ. Thế láng mỏng mỏng thôi để mà cho nó sạch sẽ. Đấy, nước mưa có rơi xuống
thì nó cũng đất bùn không bắn. Chỗ này thì nhà chú Sùng có thể lợp nối vào cái chỗ mái nhà tắm, sau đó thì để quần áo ở đây vào những cái lúc mà trời mưa ấy ạ. Và phía dưới thì có thể để cám lợn hoặc là cuốc, xẻng linh tinh là để hết vào chỗ này cũng rất là tiện ạ. Bến rửa thì chúng em sẽ đổ vuông như này ạ, và cái chỗ bên này thì sẽ láng thêm một tí bê tông để mà cho nhà chú Sùng là đi vệ sinh vào đây thì mình cũng không có dẫm vào đất cho sạch sẽ. Chứ còn nếu như mà mình đổ nó không vuông thì nhìn nó không được đẹp cho lắm ạ. Giờ thì sẽ tháo cái téc này ra. Phía dưới kia thì bác đang đánh bóng cái bến rửa ạ. Bến rửa là phải đánh bóng. Nhiều
như vậy là xây xong cái chân tép rồi. Đấy, mai kia chờ cứng thì mới cho tép lên. Cái phần đáy này ạ thì bây giờ muộn rồi cho nên là cũng không có đảo vữa nữa, thì ngày mai đổ sân thì sẽ cho nốt xuống cái này, lên láng cả cái phần nền chân tép này nữa. Mai đổ sân đổ nốt. Mai đổ nốt lên. Bây giờ nhà chú Sung là bắt đầu thu dọn cái bạt này. Hôm nay mang đồ nghề về hết hả chị? Ô mai đổ sân nữa à? Đổ sân mai đã tay. Trộn tay à? Thuê xe lên đây rồi. Tưởng là hôm nay xong. Nhưng mà không kịp. Bây giờ là các bác thợ chuẩn bị là mang hết đồ nghề, thương, cốt pha các thứ, máy trộn này. Bây giờ trời tối rất nhanh cho nên là mai mới có thể đổ sân được. Mai là bản chú. À, chú Sung là phụ các bác thợ xây là mang con ngựa lên trên này rồi. Nên mọi người làm này cũng chuẩn bị là chia tay nhà chú Sung rồi. Thế như vậy là một ngôi nhà tình thương nữa trên kênh Cõi La Linh làm cầu nối lại chuẩn bị hoàn thành rồi đây. Nhà chú Sung thì có nhà mới ở bên Cõi, không biết nói gì. Cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Thôi cháu đi về đây. Phải chia tay nhà chú Sung rồi. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Cõi La Linh.